Chiều ngày 7 tháng 7 năm 2023, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã bàn giao 24 người tụ tập đánh bạc cho công an địa phương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Vào lúc 11 giờ cùng ngày, cơ quan công an bất ngờ ập vào khu đất trống tại ấp Phước Ngân A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Tại đây, công an bắt quả tang nhiều người tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà và chơi cờ cá ngựa ăn thua bằng tiền. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 24 người có hộ khẩu ở huyện Long Hồ, huyện Mang Thít và thành phố Vĩnh Long. Tại hiện trường, công an đã tạm giữ nhiều tang vật gồm 7 con gà, 1 cân 10 cặp cửa sắt, nhiều điện thoại di động, xe máy và tổng số tiền trên 130 triệu đồng. Vụ đánh bạc quy mô lớn đang được công an huyện Long Hồ tiếp tục điều tra làm rõ. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,